Đông Á và Đông Nam Á là của người da vàng, không phải của bọn da trắng châu Âu. Đây là nội dung chủ yếu của chủ thuyết Cộng đồng phồn vinh Đại Đông Á. Và cũng bởi vì chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ thuyết này mà một bộ phận người Nhật đã tình nguyện đứng vào hàng ngũ Việt Minh tham gia chống Pháp sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Theo thống kê, có khoảng 800 binh lính người Nhật đã ở lại Việt Nam, cùng những người lính da trắng tạo thành cộng đồng những người Việt Nam mới hay chiến sĩ Việt Nam mới. Họ đã ở lại, chiến đấu và thậm chí là hy sinh ở một đất nước xa lạ chỉ để bảo vệ học thuyết mà họ tôn thờ, hay chính là tinh thần samurai chảy trong huyết quản của đa số người Nhật nói chung. Vậy, lịch sử đã viết nên huyền thoại gì về những chiến sĩ Việt Nam mới ấy, hay số phận của 800 lính Nhật chọn đứng về Việt Nam chống Pháp ra sao? Anh em hãy cùng Hồi Ức Thời Chiến đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay, anh em nhé! Chiến sĩ Việt Nam mới hay là người Việt Nam mới là tên gọi những người nước ngoài tình nguyện tham gia hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Những người Việt Nam mới đến từ nhiều quốc gia, trong đó chủ yếu phân thành hai nhóm chính: binh sĩ lính Lê Dương và Bắc Phi trong quân đội Pháp chạy sang hàng ngũ Việt Minh trong thời gian từ 1945 đến 1954. Số này có khoảng 1.300 đến 1.500 người, chủ yếu là binh sĩ và hạ sĩ quan Lê Dương người Pháp, Đức, đã chủ động tham gia Việt Minh ngay từ tháng 9 năm 1945. Binh sĩ, sĩ quan của lục quân đế quốc Nhật Bản ở lại Việt Nam và tham gia Việt Minh sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào tháng 8 năm 1945. Có khoảng 800 người, trong đó có khá nhiều sĩ quan cao cấp như là Đại tá Ikawa, Trung tá Ishii, Nguyễn Văn Thông, Đại tá Mukayama, sĩ quan tham mưu của quân đoàn 38. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng họ vẫn chịu sự ảnh hưởng bởi chủ thuyết Cộng đồng phồn vinh Đại Đông Á. Nội dung của chủ thuyết này là Đông Á và Đông Nam Á là của người da vàng, không phải của bọn da trắng Âu Châu. Họ không muốn quay về tổ quốc bại trận và bị Mỹ chiếm đóng, nên tình nguyện tham chiến cùng quân đội nhân dân Việt Nam để chống Pháp. Họ hỗ trợ rất nhiều về vũ khí, chiến thuật tác chiến, huấn luyện quân sự, đào tạo ngoại ngữ cho các chiến sĩ Việt Minh còn non trẻ. Những người nước ngoài tham gia Việt Minh không phải đều là hàng binh. Vì vậy, để tránh gây ngộ nhận, mặc cảm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên chung cho họ là người Việt Nam mới. Những người Việt Nam mới tham gia đóng góp trên nhiều lĩnh vực, phần lớn trở thành cán bộ hoặc là binh sĩ trong các đơn vị chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Những người có kiến thức quân sự, đặc biệt là sĩ quan Nhật và một số lính và sĩ quan Lê Dương, trực tiếp tham gia trong các ngành chỉ huy, tham mưu, kỹ thuật, huấn luyện, quân y, quân giới, tuyên truyền, tình báo, v.v. Việt Minh còn tổ chức những đội đặc công gồm cả người Việt Nam và Âu Phi làm nhiệm vụ vũ trang tuyên truyền, cải trang tập kích các đồn của quân Pháp. Trong giai đoạn đầu chiến tranh, khi lực lượng vũ trang Việt Minh còn non trẻ, gặp nhiều khó khăn, kinh nghiệm và kiến thức của những người Việt Nam mới đã có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiều người được giao trọng trách và phong quân hàm sĩ quan cao cấp như Đại tá Unfrey, Nguyễn Dân, Áo, Ishii, Nguyễn Văn Thông, Nhật, Saito, Nguyễn Thành Tâm, Nhật, Trung tâm Edwin Burgess, chiến sĩ Đức. Năm 1950, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bắt đầu nhận được sự trợ giúp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phần lớn những người Việt Nam mới ở Bắc Bộ được giải ngũ về đảm nhận các công tác dân sự. Những người ở Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chiến đấu cho đến khi chiến tranh kết thúc. Những quân nhân người châu Âu được đưa về nước qua đường Trung Quốc, Liên Xô trong những năm 1951-1954. Quân nhân Nhật về nước trong những năm 1954-1960 theo thỏa thuận của Hội Chữ Thập Đỏ hai nước. Quân nhân Bắc Phi về nước trong thời gian từ 1954 đến đầu những năm 1970 sau khi các quốc gia châu Phi giành được độc lập. Vì nhiều lý do, phần lớn những người châu Âu và Nhật phải để gia đình lại Việt Nam. Sau khi trở về nước, họ cũng gặp nhiều khó khăn từ chính quyền và dân địa phương do đã tham gia quân đội của một nước xã hội chủ nghĩa. Một số còn bị xét xử vì tội phản quốc. Tuy nhiên, nhiều người cũng tham gia vào việc giao lưu văn hóa, thúc đẩy quan hệ giữa nước họ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sau này. Khi Nhật đã bại trận, ở Việt Nam có khoảng 8 vạn lính Nhật, họ chờ bị giải giới và hồi hương về Nhật. Có khoảng vài trăm lính Nhật, vì một số lý do, đã chiến đấu trong hàng ngũ quân Việt Nam chống Pháp. Một số người trong số họ còn giữ các chức vụ chỉ huy. Ông Oka Kazuaki, cựu hội trưởng Hội Hữu nghị Nhật Việt, cho rằng có khoảng 800 người Nhật ở lại Việt Nam, trong đó 186 người từng tham gia Việt Minh. Sĩ Kocha ước tính có tối đa là 200 người từ năm 1945 đến năm 1950 đã theo Việt Minh. Ikawa Kazuhisa dựa vào tài liệu bản danh sách những người chưa về nước từ Đông Dương thuộc Pháp của Bộ Lao động và Y tế Nhật Bản ban hành tháng 7 năm 1955 đã ước tính số quân Nhật Bản đào ngũ và còn ở lại Việt Nam tính đến cuối năm 1946 là 800 người.
trong số đó tham gia Việt Minh khoảng 600 người và ước tính khoảng một nửa trong số đó đã ngã xuống trên mảnh đất Việt Nam. Một số sĩ quan Nhật đã trở thành sĩ quan cao cấp trong quân đội Việt Nam, như là thiếu tá Ishi Takuo đã trở thành đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, từng là lãnh đạo Học viện Quân sự Quảng Ngãi. Tại trường này còn có 10 cựu sĩ quan Nhật Bản làm giảng viên và sau đó giữ chức vụ cố vấn trưởng lực lượng vũ trang Việt Minh ở miền Nam Việt Nam. Đại tá Mikayama, người từng thuộc ban tham mưu tập đoàn quân số 38, quân đội Hoàng gia Nhật Bản, đã trở thành cố vấn cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại các bệnh viện ở Việt Nam đầu thời kỳ chống Pháp, có 2 bác sĩ và 11 nữ y tá Nhật Bản làm việc. Người Việt Nam mới gốc Nhật cũng phụ trách việc sửa chữa, sản xuất vũ khí, tham gia công tác như y tế, dược sĩ, lái xe, kỹ sư khai thác khoáng sản. Có ít nhất là 41 người Nhật tham dự những chiến dịch lớn hoặc là chiến đấu ở các mặt trận địa phương. Chiến dịch Việt Bắc, chiến dịch biên giới, chiến dịch đường số 14, các mặt trận ở khắp Việt Nam. Một số người Nhật Việt Nam mới là những chiến binh quả cảm, được các chiến sĩ Việt Nam cảm phục. Trong trận Hà Nội năm 1946, ông Hồ Chí Tâm, Yasuda, là người sử dụng khẩu bazooka duy nhất của mặt trận Hà Nội tại khu vực Ô Cầu Dền. Ông đã bắn trúng 2 xe địch rồi hy sinh bởi làn đạn bán trả của quân Pháp. Ông Matsui là xạ thủ Trung Liên kiêm trung đội phó vệ quốc đoàn, bảo vệ trụ sở Bộ Tổng tham mưu, phố Nguyễn Du. Ông đã lên thay trung đội trưởng Trần Thành, nhân vật chính trong bức ảnh Cảm tử quân ôm bom ba càng. Hy sinh ngày 23 tháng 12 năm 1946, đạn dược gần cạn, Matsui đã cầm khẩu Trung Liên bắn cản đường cho đồng đội Việt Nam rút hết rồi mới chịu rút. Tiêu biểu cho người Việt Nam mới hy sinh khi chống Pháp là ông Ikawa Sei. 14 tháng 4 năm 1913, 20 tháng 6 năm 1946, ông sinh ra tại Ibaraki, là con trai của một hiệu trưởng trường tiểu học. Năm 1935, ông tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân đế quốc Nhật Bản. Tháng 8 năm 1937, Ikawa Sei được thăng quân hàm trung úy. Năm 1939, được thăng đại úy. Và năm 1942, thăng lên thiếu tá. Tháng 5 năm 1945, Ikawa Sei được cử tới Huế, làm tham mưu trưởng lữ đoàn hỗn hợp 34. Trong cuộc cách mạng tháng 8 của Việt Nam, ông ra lệnh cho phụ tá của mình là Mitsunobu Nakahara mở kho vũ khí thu được của Pháp để Việt Minh sử dụng. Ông cũng gặp gỡ Nguyễn Sơn, thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam, để thỏa thuận về việc huấn luyện cho quân đội Việt Nam kháng chiến chống lại thực dân phương Tây. Sau lần gặp tướng Nguyễn Sơn ở Huế, Ikawa đã suy nghĩ nhiều. Ông tập hợp những người Nhật dưới quyền và giải thích. Con đường duy nhất để bảo toàn danh dự và khí tiết của chúng ta trước tình hình này là phải ủng hộ Việt Minh chống Pháp, tưởng. Và nếu họ chấp nhận thì chúng ta đi với họ, chứ nhất quyết không để bị làm nhục bởi bọn thực dân Pháp và bọn tưởng nhát gan. Ikawa Sei và nhiều binh lính Nhật đã tham gia huấn luyện cho bộ đội Việt Minh tại vùng tự do Liên Khu 5. Ông có tên tiếng Việt là Lê Chí Ngọ. Ông và 11 sĩ quan Nhật khác là những người có công xây dựng nên trường trung học lục quân Quảng Ngãi, ngôi trường quân sự đầu tiên tại vùng tự do Liên Khu 5. Ngày 20 tháng 6 năm 1946, trong một trận ném bom của quân Pháp gần Pleiku, thiếu tá Ikawa Sei đã hy sinh cùng với một số binh sĩ người Nhật khác. Sau này, thiếu tá Ikawa Sei đã được thờ trong đền Yasukuni, nơi thờ cúng các chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước Nhật Bản. Nhiều cựu lính Nhật tập trung ở trường này là từ sáng kiến của tướng Nguyễn Sơn, chủ tịch Ủy ban Kháng chiến miền Nam kiêm hiệu trưởng trường lục quân Quảng Ngãi. Ông Kamo Takeji hồi tưởng lại: "Nói đúng ra thì hồi đó tôi không muốn nhìn thấy một nước Nhật bị quân đội Mỹ chiếm đóng. Đó mới là thực tâm của tôi. Trong thời chiến, tôi đã nhìn thấy lính Nhật làm nhiều điều nhũng nhiễu dân chúng các nơi. Và bản thân tôi thú thật cũng đã từng làm như vậy. Cho nên bây giờ tôi không thể chịu nổi khi nghĩ rằng sẽ phải trông thấy lính Mỹ chiếm đóng và hoành hành trên quê hương mình. Thế còn tại sao tôi lại ở Việt Nam? Nói thật ra cũng chẳng phải vì tôi muốn tham gia cách mạng. Tôi nhập ngũ rồi được đưa sang Việt Nam, chứ tôi không biết gì về Việt Nam cả. Thế nhưng khi chứng kiến cảnh người Việt Nam vui mừng giành lại độc lập và ngày nào họ cũng đi biểu tình đến nửa đêm, trong lòng tôi cũng cảm thấy có những tình cảm tương tự như với họ. Có lẽ vì nghĩ như vậy nên là dần dần tôi có ý nghĩ rằng nếu không trở về Nhật nữa thì ta ở lại Việt Nam cho đến khi gửi nắm xương tàn ở đây cũng được." Trong chiến dịch đường số 4, có một người Nhật gọi là Sáu Nhật, tên Nhật là Iwai Koshiro, giữ chức đại đội trưởng đội trinh sát, có nhiệm vụ nghiên cứu địa hình, điều tra, vẽ sơ đồ để đề xuất phương án tác chiến. Ông Sáu Nhật có trình độ quân sự vì là sĩ quan Nhật cũ, lại dũng cảm nên là có công rất lớn. Ông từng được thăng lên chức tiểu đoàn phó, được kết nạp đảng khi mới 26 tuổi, dù là người nước ngoài. Ông Sáu Nhật sau khi hồi hương là một trong những người đã thành lập Hội Thương mại Việt-Nhật. Ông Hoàng Đình Tùng, Fujita Isamu, trước đây làm ở Yokohama Bank nên có kinh nghiệm,
đã giúp nhiều ý kiến về thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Sau khi về Nhật, ông là tổng thư ký đầu tiên của Hội Thương mại Việt Nhật. Vào tháng 2 năm 1954, những người Việt Nam mới gốc Nhật đã tập trung ở Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang để tham gia khóa học chuẩn bị cho việc hồi hương. Có 93 người tham dự và khóa học kéo dài đến tháng 9. Vào ngày 30 tháng 11 năm 1954, 76 người Nhật từ Việt Nam đã hồi hương về cảng Maizuru trên tàu Kwanmaru của Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản. Người Việt Nam mới gốc Nhật đã hồi hương về Nhật trong 4 đợt từ năm 1954 đến 1960, tổng cộng khoảng 100 người. Đa số họ đã hy sinh tại Việt Nam khi chiến đấu chống Pháp hoặc là chết vì bệnh tật. Nhà nghiên cứu Ikawa Kazuhisa đã tiến hành điều tra tại Nhật Bản và có danh sách 128 người Việt Nam mới gốc Nhật, trong đó 102 người hồi hương từ miền Bắc Việt Nam, 26 người hồi hương từ miền Nam Việt Nam. Nhiều người Việt Nam mới gốc Nhật đã lấy vợ Việt Nam và sinh con. Khi hồi hương thì một số đã không thể mang theo gia đình về Nhật. Cho đến hàng chục năm sau, vẫn có những người Việt Nam mới gốc Nhật hoặc là con cháu của họ tìm cách kết nối liên lạc với người thân, họ hàng còn ở lại Việt Nam. Có thể thấy không chỉ những người lính da trắng của Bác Hồ mà còn có cả những người da vàng khác, không phải người Việt Nam nhưng đã nguyện hy sinh máu xương của mình cho độc lập dân tộc Việt Nam. Họ là những người Nhật yêu chuộng lẽ phải và trên hết là họ tin vào điều mà họ cho là đúng. Tin vào tinh thần Nhật Bản bên trong họ, lựa chọn ở lại Việt Nam không chỉ để bảo vệ danh dự của những võ sĩ samurai, mà còn là cách để những người Nhật Bản ủng hộ cuộc chiến tranh chính nghĩa của Việt Nam và lên án sự bành trướng của Pháp. Còn anh em nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới video anh em nhé!